Làm thế nào để chúng ta thực sự hiểu về thế giới, nơi mà chúng ta luôn bất ngờ với những điều kỳ lạ không ngừng xảy ra, từ việc trỗi dậy của hiện tượng Barack Obama hay Donald Trump, các phong trào hashtag đình đám Me Too, đến các nền tảng lớn, một đế chế mới đầy uy quyền như Facebook và Oba. Các bạn có bao giờ thắc mắc điều gì đang thúc đẩy cho những hiện tượng này? Động lực đằng sau cho những trào lưu hiện tượng mới đó là sự gia tăng quyền lực mới và quy luật vận hành của quyền lực mới là kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21. Quyền lực mới là khả năng khai thác năng lượng của đám đông, kết nối chúng để giúp người dùng đạt được kết quả hướng đến. Chúng ta có thể thấy quyền lực mới có thể sử dụng triển khai mục đích tốt hoặc xấu. Nếu như cách nhìn của người sử dụng quyền lực mới về một vấn đề lệch lạc hoặc không đúng hướng, các ý tưởng để truyền bá thông điệp nguy hiểm của họ đến những người xung quanh sẽ gây hiệu quả nghiêm trọng. Chúng ta có thể nhìn về phía hàng trăm người đang tranh luận xoay quanh việc kiểm soát súng hoặc vấn đề của người tị nạn. Để đạt sự thống nhất kết quả mọi người đều hài lòng, bạn huy động tận dụng được niềm tin của họ và kết thúc mọi tranh luận, đứng trên đỉnh cao chiến thắng và nhận được sự ủng hộ. Lúc đó, chào mừng bạn đến thế giới quyền lực mới.